năm 1992, tôi đi khảo sát động vật để xây dựng cái khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang. Thì tôi nhìn thấy một cái sừng rất lạ ở làng Kim Quang. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái loài thú mới. Bởi vì là ở các cái loài dê của Việt Nam thì là sừng nó rất ngắn và cong. Đây là một cái sừng rất là thẳng. Lúc đầu tiên tôi nghĩ ngay đây là một cái loài thuộc nó antelope, tức là linh dương. Nhưng mà sau khi nghiên cứu ADN thì nó lại thuộc về cái nhóm bỏ. Người Thái thì họ gọi là sao la. Sau khi tiếp nhận thông tin của ba em dân tộc Á Lưới, tôi đến hiện trường và thấy nó đang dậy dùa, đang vùng vẫy trong cái bẫy là bị mắc ở hốc núi. Tôi biết nó đã mắc bẫy cách đây một ngày, ngày 28 tháng 5 năm 1998. Chúng tôi tiến hành ngay cái việc thả nó lại thiên nhiên. Thông tin thì chúng tôi thấy rằng là do cái cộng đồng người dân địa phương đã cung cấp chúng tôi. Lần phát hiện này thì cũng là cái lần phát hiện thông qua cái hệ thống bẫy ảnh. Chúng tôi ghi nhận được 3 tấm ảnh về của một cá thể sao la ở trong cái vùng sinh cảnh sao la. Chúng tôi cũng nhận thêm rất là nhiều chia sẻ của mọi người, đặc biệt là từ anh Thịnh, giám đốc quốc gia của Độc lập Việt Nam. Sau đó thì anh tham gia một cái hội nghị quốc tế và anh công bố cái thông tin này thì cả cái khán phòng như vậy thì cùng vỗ tay. Đây là bởi vì cái sự kiện mà tái phát hiện sao la sau 15 năm, đó là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với giới khoa học cũng như các cái nhà bảo tồn quốc tế.